Nam Minh rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Thế giới chuyển động kỳ này. Kính thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị với đề tài Cuộc chạy đua vào không gian giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng. Thưa quý vị, cuộc chạy đua vào vũ trụ và cụ thể là cuộc đua trở lại mặt trăng, những tưởng đã đi vào quên lãng kể từ gần 50 năm qua, đánh dấu bằng việc phi thuyền Apollo 17 của Hoa Kỳ với 3 phi hành gia rời Nguyệt Cầu vào năm 1972 và từ đó cho đến nay chưa có dấu chân con người trở lại. Nhưng đùng một cái vào tháng Giêng năm 2019, Trung Cộng đã khiến cho hai cường quốc không gian là Mỹ và Nga giật mình khi Bắc Kinh đã cho một xe tự hành hạ cánh xuống vùng tối của mặt trăng. Rồi đến dịp kỷ niệm 50 năm ngày phi hành gia Hoa Kỳ Armstrong đặt bước chân đầu tiên xuống Nguyệt Cầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1969, thì có vẻ như nhiều nước đã và đang khởi động lại cuộc đua. Có điều là theo nhận xét của nhiều khoa học gia thì cuộc đua vào không gian hiện nay là giữa hai nước Hoa Kỳ và Trung Cộng, nhưng vẫn ghi nhận cường quốc vũ trụ là nước Nga cùng vai trò của những quốc gia mới nổi như Ấn Độ, Nhật Bản cũng như Âu Châu. Kính thưa quý vị, trong chương trình hôm nay, Nam Minh sẽ đặt một số câu hỏi với nhà báo Lê Đình Bì liên quan đến cuộc chạy đua này. Dạ, Nam Minh xin chào nhà báo Lê Đình Bì ạ. Chào cô Nam Minh, xin trân trọng kính chào quý khán giả. Có vẻ như là nhân loại đã bỏ quên mặt trăng trong gần nửa thế kỷ qua. Nhà báo có thể cho biết là nguyên nhân vì sao hay không ạ? Vâng, thưa quý vị, cái bỏ quên mặt trăng là chúng ta để ở trong một cát. Nó cũng có rất là nhiều nguyên nhân, mà có lẽ là cái nguyên nhân mà đầu tiên á là sau khi cái phi hành gia của Hoa Kỳ lên tới mặt trăng rồi và đưa những cái mẫu thử nghiệm và những cái kết quả cho thấy rằng là đầu tiên hết là vấn đề là không thể nào sống được ở trên mặt trăng. Thứ nhất là như chúng tôi đã có dịp trình bày đó, nhiệt độ hàng ngày lên tới 170 độ C, nóng tới cái mức đó, đó còn ban đêm tôi lần ấm tới mấy trăm, hơn 200 độ C thì con người không thể sinh sống trong cái môi trường như vậy. Do đó là không phải, đó cũng là một trong những cái nguyên nhân thôi, là con người người ta ít chú ý thôi. Nhưng mà cái nguyên nhân gọi là cụ thể nhất chính là vấn đề ngân sách. Thưa quý vị rằng là cái chương trình mà NASA, chương trình mà gọi là ngân quỹ của Liên bang Hoa Kỳ mà cung cấp cho công ty NASA, cho cái cơ quan hàng không vũ trụ viết tắt là NASA của Hoa Kỳ không, là tiêu tốn khoảng thôi là hơn 600 tỷ đô la. Quý vị, một con số là khổng lồ. Đó là họ mới cái dự báo dự tính sơ sơ thôi. Còn trong năm, thì dù trong năm 2019 và năm tới là năm 2020 thì cái ngân sách đó để được chi là khoảng hơn 22 tỷ một chút. Cho cái cơ quan NASA của Hoa Kỳ. Và đó, chúng ta nói là đó là về vấn đề chi tiêu về ngân sách, mà trong cái đó thì cái cuộc đua giữa cả cái gọi là trong cái thời kỳ chiến tranh lạnh giữa hai phe tự do và phe cộng sản là giống như là đã chấm dứt rồi. Cái thời kỳ mà gọi là một nửa là các cái quốc gia là theo khối xã hội chủ nghĩa, là tức là phe cộng sản do Liên Xô dẫn đầu, một bên phe thế giới tự do Hoa Kỳ dẫn đầu với cái cuộc chiến tranh lạnh nó đã chấm dứt sau khi Liên Xô tan rã vào năm 1989-1990, là tan rã ra thành 15 cái quốc gia riêng biệt rồi. Thì lúc đó coi như là cái cuộc gọi là chạy đua, cuộc tranh giành giữa hai cái khối tự do và cộng sản nó đã không còn nữa, và do vậy cái mục tiêu mà gọi là làm chủ không gian hầu như nó đã phai mờ đi. Và đặc biệt là Liên Xô và sau này là Nga là trải qua cái thời gian mà tăng trưởng rồi sau đó là do giá dầu sụt giảm, nền kinh tế khó khăn, và hình như là cái cuộc đua vào vũ trụ bên Liên Xô gần như là không muốn nói chuyện dẹp bỏ, nhưng mà gần như là hầu như là không có bao nhiêu cả. Và chúng ta thấy rằng là thỉnh thoảng chỉ có đưa con người lên trạm không gian quốc tế ISS mà thôi, còn vấn đề những cái khám phá khác chúng ta ít nghe nói tới. Vấn đề các cái thám hiểm của các cái khoa học gia của nước Nga, và cũng như giống như vấn đề là đặt cái kế hoạch trở lại mặt trăng. Và do vậy trong cái chương trình hôm nay chúng ta đặt cái tiêu đề là cuộc chạy đua vào vũ trụ và cụ thể là lên mặt trăng giữa hai cường quốc về không gian là Hoa Kỳ và Trung Cộng mà thôi. Lý do là đây là hai quốc gia rõ ràng đã tuyên bố là họ có kế hoạch đưa con người trở lại mặt trăng để gọi là
tiếp tục khám phá mặt trăng, và có thể là xem đó là một cái bước đệm, là một cái trạm dừng chân để tiếp tục khám phá vũ trụ, và đặc biệt là khám phá những cái hành tinh ở trong thái dương hệ, thí dụ như là khám phá hỏa tinh, là tức nhiên là sao hỏa. Thì chúng ta thấy rằng là khi mà vào đầu tháng giêng, vào tháng giêng năm 2019 này này, khi Trung Cộng đã đưa một cái vệ tinh lên tới cái bề tối của mặt trăng ấy, thì thưa quý vị, chúng ta từ trước đến nay là chúng ta nhìn lên cái mặt sáng của mặt trăng không ạ, và những cái phi thuyền của Hoa Kỳ và của Nga cũng đáp xuống cái bề mặt sáng của mặt trăng, đó là cái bề bằng phẳng hơn. Còn cái mặt tối là chưa có, mặt tối xa hơn, gồ ghề hơn, khó khăn hơn. Và do đó khi vào tháng giêng năm 2019 này, khi là một cái tàu tự hành của Trung Cộng đã chạy lên trên cái bề mặt đó và đưa hình ảnh về mặt đất, thì làm cho Hoa Kỳ và nước Nga giật mình. Và đồng thời không phải chỉ có hai nước đó, mà kể cả những cái gọi là đối thủ trong khu vực của Trung Cộng, thì dưới Nhật Bản và Ấn Độ cũng là giật mình theo. Và do đó về là nghĩa là ngay sau đó là Hoa Kỳ vào tháng 3 là Phó Tổng thống Mike Pence là tuyên bố là Hoa Kỳ sẽ có kế hoạch đưa con người trở lại mặt trăng vào, gọi là trễ nhất là vào năm 2028. Nhưng mà sau đó thì Tổng thống Donald Trump cũng như là đã vận động Quốc hội, có thể nói là về riêng về các vấn đề chính trị nội bộ có thể có xung khắc, nhưng mà trong vấn đề khám phá vũ trụ, khám phá không gian, thì có vẻ như là cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ trong lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ đều đã đồng thuận, và do đó đã tăng thêm cái ngân sách cho NASA lên thêm 1 tỷ mấy nữa, là tới khoảng hơn 22 tỷ đô la trong cái năm tài khoá 2020 tới đây. Và thưa quý vị, có thể nói rằng là cái chữ có thể nói gọi là ngủ quên là cũng lý do là một phần Hoa Kỳ nữa. Hoa Kỳ có những khi người ta nói rằng là giống như là ngủ quên trên chiến thắng. Sau khi đặt chân xuống mặt trăng vào năm 1969 với bước chân đầu tiên của phi hành gia Armstrong rồi đó, thì sau đó những cái chuyến kế tiếp của Apollo đó là vẫn tiếp tục đưa phi hành gia của Hoa Kỳ tiếp tục khám phá mặt trăng. Nhưng mà đến năm 1972 thì đó là chuyến Apollo 17 là chuyến sau cùng. Vì lý do là sang năm 1973 đó, thưa quý vị, 72 là chấm dứt Apollo, thì đến năm 1973, lý do là vào đó năm 1973 là cái năm có cái cuộc chiến tranh dầu hỏa, mà các nước sản xuất dầu hỏa ở Trung Đông đã gọi là cấm vận dầu hỏa đối với các nước phương Tây, và đứng đầu là Hoa Kỳ. Và Hoa Kỳ cũng như các cái quốc gia phương Tây đã hụt cái nguồn lớn cái phần cung cấp dầu ở Trung Đông, và do đó xảy ra một cái tình trạng gọi là khủng hoảng giá dầu. Chúng ta nhớ năm đó giá dầu tăng lên gấp 4 lần, và các quốc gia phương Tây và Hoa Kỳ lâm vào khủng hoảng, và khủng hoảng trầm trọng tới mức là ngân sách của tất cả các nơi đều bị cắt, và ngân sách cho cơ quan hàng không vũ trụ NASA cũng bị cắt giảm. Và do đó là các chương trình gọi là trở lại mặt trăng, chương trình gọi là khám phá mặt trăng hủy bỏ từ đó cho đến nay. Như vậy thì vai trò của các công ty tư nhân trong việc thám hiểm vũ trụ như thế nào ạ? Tại vì Nam Minh theo dõi tin tức thì thấy là hiện nay ở phía Trung Cộng thì cũng có rất là nhiều công ty tư nhân họ tham gia vào những cái hoạt động này. Thì không biết là vai trò của các công ty này như thế nào ạ? Cô Nam Minh đặt cái câu hỏi rất là đúng. Thưa quý vị, là chúng ta thấy là ở Hoa Kỳ thỉnh thoảng tin tức chúng ta thấy là thí dụ như cái công ty của SpaceX, chữ X có nghĩa rằng là viết tắt của chữ Exploration đó, tức như là khám phá vũ trụ đó, là của tỷ phú Elon Musk, là của cái ông tỷ phú chủ hãng Tesla đó, thì ông có cái chương trình như vậy. Rồi kể đó là có một cái công ty gọi là Blue Origin của ông tỷ phú giàu nhất thế giới là ông Jeff Bezos, là ông tỷ phú mà hiện nay theo tạp chí Forbes nói ông là có tài sản 123 tỷ đô la là giàu nhất thế giới. Sau khi đã chia tới 37 tỷ cho người vợ rồi thì ông vẫn là giàu nhất thế giới. Và ông ta có một cái công ty, thưa quý vị, công ty tư nhân cũng chuyên về thám hiểm vũ trụ. Và mới cách đây 1-2 tháng đó là ông Bezos đó, ông có trình làng trước mặt tất cả các cái nhà khoa học và các cựu phi hành gia của cơ quan NASA của Hoa Kỳ ấy, là ông ta
công bố là cái công ty của ông ta đã làm được một cái chiếc gọi là lander, là cái loại mà hạ cánh xuống các cái hành tinh khác ở ngoài trái đất này. Và thưa quý vị, cái đó là một trong những việc rất là quan trọng, vì ông Bezos ông nói như thế này là quan trọng nhất là cái lander đó, là cái dụng cụ mà để hạ cánh á, để đưa thiết bị và đưa con người xuống đó. Thì thưa quý vị rằng là cái này mà nếu mà để đầu tư thì mất rất là nhiều thời gian. Thành thử rằng là khi Phó Tổng thống Mike Pence rồi sau đó là Tổng thống Donald Trump xác định là phải cắt ngắn thời gian từ 2028 còn lại 2024, thì ông tỷ phú Bezos ông nói như thế này, ông nói là công ty của ông có thể đáp ứng được cái thời hạn đó. Lý do là đã mấy năm nay công ty ông đã bỏ tiền của hàng năm, ông đã bán bớt cổ phần của Amazon để đầu tư vào đây, và do đó ông đã làm được cái lander đó, và cái lander này có thể để cơ quan NASA hoặc là những cái cơ quan của Hoa Kỳ sử dụng để đáp xuống mặt trăng hoặc là đáp xuống ở một cái hành tinh nào đó. Thì thưa quý vị, nói lên điều đó để chúng ta thấy là cái gọi là cái vai trò của cả cái công ty tư nhân của Hoa Kỳ trong mọi mặt của sự việc phát triển của cái xã hội tân tiến của các cái nước tự do. Thì chúng ta thấy rằng là có thể là các cái ông tỷ phú, các cái công ty lớn đó họ cũng đã nghiên cứu, họ được biết trước cái chiều hướng phát triển của khoa học và của cái hướng đi của chính phủ nữa, để họ đầu tư trước và bây giờ họ hưởng lợi thôi. Bây giờ là chính phủ cần như vậy, mà cơ quan NASA muốn có một cái lander thì phải mất thêm 3-4 năm để mà gọi là chế tạo, để nghiên cứu và chế tạo. Thì bây giờ đây có sẵn đây của cái công ty Blue Moon của ông Bezos rồi, thì có thể là sử dụng được ngay và đáp ứng được ngay những cái tiêu chuẩn mà của các cơ quan không gian vũ trụ, cơ quan NASA họ yêu cầu. Thì chúng ta nói lên như vậy để chúng ta thấy rằng đó là gọi là những cái công việc của các cái công ty tư nhân họ đầu tư như vậy và họ có quyền họ hưởng lợi. Thì thưa quý vị, chúng ta nói những cái công ty tư nhân Hoa Kỳ như vậy thì bên Hoa Lục như thế nào? Chúng có thể nói rằng là ở các nước cộng sản, các nước xã hội chủ nghĩa, những cái công ty quốc dân là hàng đầu, nhưng mà sau này vì học hỏi theo cái kiểu kinh tế thị trường thì các cái công ty tư nhân họ phát triển rất là lớn, và ở Hoa Lục họ cũng học đòi theo cái kiểu các cái công ty tư nhân kiểu phát triển của Hoa Kỳ. Và do đó vậy trong nhiều năm qua có thể nói là riêng về cái lĩnh vực mà phát triển những cái vệ tinh, những hỏa tiễn để phóng vệ tinh thì ở những cái tài liệu cho thấy rằng ở Hoa Lục hiện nay có khoảng 60 cái công ty chuyên môn, nghĩa là nghiên cứu về hỏa tiễn và vệ tinh. Thì mới đây vào tháng 12 năm 2018, một cái công ty của bên Trung Cộng có tên là công ty OneSpace, họ chỉ mới thành lập 3 năm nay thôi, nhưng mà họ đã phóng thành công vệ tinh lên không gian rồi. Mới thành lập 3 năm thôi, và họ cũng đã nghĩa là bắt chước các cái công ty của tỷ phú Bezos, của tỷ phú Elon Musk của Mỹ để họ phóng vệ tinh thành công. Điều đó nói lên, chứng tỏ rằng là Trung Cộng họ cũng đang bắt chước cái mô hình của Mỹ để phát triển mọi lĩnh vực, kể cả lĩnh vực khám phá vũ trụ. Thì chúng tôi nói như vậy để nói lên cái vai trò quan trọng của các cái công ty tư nhân. Thì trở lại những cái công ty của Hoa Kỳ, thì chúng tôi vừa nói cái Blue Moon Lander của tỷ phú Bezos, thì thưa quý vị là ông Bezos trong cái việc mà khi trong cái ngày mà trình làng cái lander đó đó, thì cái thiết bị gọi là thiết bị hạ cánh đó đó, thì thưa quý vị ông có nói như thế này, ông nói là cái việc thám hiểm vũ trụ là một trong những cái mục tiêu của cuộc đời của ông nữa, ông sẽ đầu tư vào đó rất là lớn. Vì ông suy nghĩ như thế này, ông nói là muốn cho cái loài người, nhân loại trường tồn, nghĩa là có thể là gọi là về lâu về dài, thì con người buộc phải khám phá trên những hành tinh khác để làm nơi ở, nơi sinh hoạt cho con người, vì quả đất sẽ tới một lúc nào đó sẽ quá tải. Và ông Bezos ông cũng viện dẫn những cái dự báo trước đây của khoa học gia người Anh là ông Hawking, ông nói là trái đất chỉ tồn tại trong vòng quá lắm là 100 năm nữa thôi, và mới bị hủy diệt là vì cái sự sụt ngốc
sự ích kỷ tham lam của con người như chúng tôi đã có dịp trình bày, thì ông Hawking ông nói có hai cái vấn đề mà có thể là làm cho nhân loại tận diệt. Đó là cái vấn đề là không nói, ai nói cho ai nghe để cái kiểm soát được cái vấn đề biến đổi khí hậu, và thứ hai nữa là vấn đề kiểm soát được trí thông minh nhân tạo. Trong khi đó những cái việc rất là lớn, những cái hiển nhiên nguy hiểm trước mắt thì họ có thể chống đỡ được, thí dụ như vũ khí hạt nhân. Ông Hawking ông nói vũ khí hạt nhân là nhân loại có thể tránh, vì ai cũng nói là nổ vũ khí hạt nhân ra là kể như là tận diệt, do đó các chính phủ buộc lòng phải là ký kết với nhau cấm thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Đó thì chúng ta thấy là đó. Nhưng mà những cái thứ khác nó có tính cách là cái chết từ từ á, thì các nước không cách nào kiểm soát được á. Đó là ông nhắc đến cái vấn đề là biến đổi khí hậu, vấn đề chất thải, tất cả các nước. Chúng ta thấy là bây giờ cái hiệp ước về chống biến đổi khí hậu ở Paris đó, là Hoa Kỳ dưới thời của Tổng thống Donald Trump đã rút lại rồi. Tổng thống nói cái này là thiệt hại cho các công ty Hoa Kỳ. Trong khi những cái nước khác thì như Trung Cộng hay là những cái nước nhược tiểu, họ cứ thải tự do thoải mái. Có nghĩa rằng là những cái vấn đề mà có vẻ tầm xa 5-70 năm, một vài trăm năm nữa thì nhân loại có vẻ phớt lờ. Do đó ông Hawking nói là con người sẽ bị tận diệt vì vấn đề biến đổi khí hậu đó, không ai nói ai nghe cả, và kể cả vấn đề là trí thông minh nhân tạo nữa. Mà theo ông Hawking, tới một lúc nào đó những cái robot đó, nó có trí thông minh có thể hơn cả con người nữa, và chính những cái robot đó có thể nó thông minh hơn con người, thì có thể họ chế ngự con người và có thể là tiêu diệt loài người luôn. Thì bây giờ ông nói là con người phải kiếm một cái chỗ nào đó khác hơn cái trái đất này, và ông nói là bây giờ phải nhắm tới mặt trăng là gần nhất. Mặt trăng là cái nơi trước đây chúng ta đã bỏ lỡ 40 năm nay, thì bây giờ chúng ta phải trở lại ở mặt trăng. Và ông nói là lần này á, lên khám phá mặt trăng không phải lên chỉ khám phá, mà ông nói là stay, là tức như là lên mặt trăng và ở lại trên mặt trăng. Và cái điều mà ông bây giờ ông có một cái tư tưởng như thế này, ông nói là đó là cái nơi mà có thể là những cái nhà máy độc hại to lớn ở dưới mặt đất này á, không được xả khí thải dưới này á, thì đưa những cái nhà máy đó lên trên kia mà chế tạo, sau đó đưa sản phẩm về trái đất và dùng trái đất như chúng tôi đã nhắc trong cái phần trước, là trong cái một lần mà chương trình thế giới chuyển động kỳ trước, là ông nói là trái đất chỉ dùng để ở thôi, chứ không được làm những cái cơ sở mà đưa ra những cái khí độc hại, thì tới một lúc nào đó sẽ biến đổi khí hậu trái đất và có thể là tận diệt con người. Thì ông nói là lần này lên khám phá mặt trăng, con người sẽ có thể ở lại cư trú ở trên đó, hoặc là ít lắm là đưa những cái nhà máy sản xuất độc hại lên trên mặt trăng sản xuất rồi đưa hàng hóa trở về mặt trăng, trở về quả đất tiêu thụ. Thì thưa quý vị, đó là cái tư tưởng của một cái tỷ phú. Còn phía Bắc Kinh thì sao? Chính quyền Bắc Kinh họ rõ ràng hơn. Họ nói khám phá mặt trăng lần này, nếu họ đưa được con người lên mặt trăng thì mặt trăng cũng giống như là một cái trạm không gian, và từ đó để đi khám phá các cái hành tinh khác. Và thứ nữa là có thể Trung Cộng với cái dân số hơn 1.4 tỷ người, với cái sự phát triển vượt bậc mọi mặt của họ, thì nguồn tài nguyên không có đủ để cho cung cấp cái tài nguyên cho họ. Do đó họ muốn khám phá có sự ở cái bề mặt của mặt trăng, hay là ở trong lòng mặt trăng đó có những cái kim loại hay những cái chất liệu gì quý mà có thể sử dụng để phục vụ cho con người, phục vụ cái dân số đông đảo họ. Dạ, như vậy thì xin nhà báo có thể cho một so sánh khái quát về cái tiềm lực của các cường quốc về không gian, đặc biệt là hai quốc gia đang cạnh tranh với nhau, đó là Hoa Kỳ và Trung Cộng ạ. Vâng. Thưa quý vị, chúng tôi đã nói sơ một chút tí là tại sao bây giờ giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng thôi, là lý do rằng là cái tiềm lực của hai nước này nó quá lớn, vì đây là hai cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới. Nga là cái nước dẫn, trước đây là dẫn đầu thời Liên Xô là khám phá vũ trụ, nhưng mà bây giờ họ chương trình gần như là kiệt quệ luôn do vấn đề kinh tế và dân số là họ lo đối phó nội bộ, là thành thử ra vấn đề mà gọi là khám phá vũ trụ sao Hỏa là Liên Xô và bây giờ là Nga có vẻ là thua sụt Hoa Kỳ và Trung Cộng. Bây giờ chúng ta nói là tại sao những cái chương trình của
chính quyền Bắc Kinh về phát triển, về về khám về vũ trụ họ tiến nhanh như vậy, thưa quý vị, đó là do vấn đề đầu tư. Có thể nói rằng là hiện nay á, là nếu mà so với vấn đề đầu tư để nghiên cứu vũ trụ á, thì Hoa Kỳ vẫn là cái quốc gia đứng đầu, thưa quý vị. Như chúng tôi trình bày trong cái phần trước là NASA, cơ quan NASA có cái ngân sách hơn 22 tỷ cho vấn đề nghiên cứu vũ trụ. Trong khi đó, cái quốc gia thứ hai ở trên thế giới này đầu tư cho vũ trụ đó chính là Trung Cộng. Mà cái mức của Trung Cộng đầu tư cho năm 2019 này là 5.8 tỷ đô la, 5 tỷ 800 triệu đô la tiền nhân tệ, nhưng mà quy ra đô la Mỹ là 5 tỷ 800 triệu. Tức nhiên là hơn 1 phần tư của Hoa Kỳ một chút mà thôi. Còn những cái quốc gia kế tiếp đó thì tương đối là rất ít. Chúng ta cụ thể chúng ta nói là thí dụ như cũng vào trong cái năm này này, mới đây đó, đầu tháng 7 2019 này này, thì Tổng thống Macron của Pháp đó, ông có nói rằng là thành lập cái bộ tư lệnh không gian giống như Hoa Kỳ để trở lại, Pháp cũng phải trở lại một cái cường quốc về vũ trụ. Nhưng mà cái ngân sách đó tính bằng tiền euro cũng khoảng hơn 3 tỷ Mỹ Kim thôi, cũng là hết sức rồi. Là đó là những một trong những quốc gia là chi tiêu nhiều cho chương trình không gian, nhưng mà họ cũng chỉ bằng hơn một nửa của Trung Cộng thôi. Trong khi đó Trung Cộng chỉ hơn 1/4 một chút của Hoa Kỳ mà thôi. Nói lên cái điều đó để chứng tỏ rằng là Hoa Kỳ sẽ vẫn sẽ tiếp tục dẫn đầu trong vẫn trong cái cuộc đua chạy vào không trong cuộc đua khám nghiệm vũ trụ, và cụ thể là cuộc đua chạy lên mặt trăng trở lại, đưa con người lên mặt trăng trở lại trong những cái năm sắp tới, hoặc có thể nói trong thập niên tới đây. Có điều là thưa quý vị rằng là các nhà khoa học hiện nay á, thì họ nói rằng là Trung Cộng chỉ thua Hoa Kỳ trong lĩnh vực về không gian, về vũ trụ, về thám hiểm mặt trăng á, trong khoảng từ 10 tới 15 năm mà thôi. Nói lên cái con số 10-15 năm đó để họ chứng minh rằng là cái sự vượt trội của Trung Cộng trong thời gian qua. Tại sao vậy? Thưa quý vị, vào thời điểm mà Liên Xô, lúc đó Liên Xô vào cuối năm 1957, họ đưa cái vệ tinh bay qua vũ trụ, bay qua quỹ đạo trái đất á, rồi sau đó 61, 62 là họ đưa Gagarin vào vũ trụ, thì Hoa Kỳ cũng bắt đầu có cái lập cái chương trình Apollo để tham gia vũ trụ. Thì thưa quý vị, lúc đó Trung Cộng chưa có một cái gì cả. Thưa quý vị, lúc đó là Mao Trạch Đông khi mà thấy hai cái nước mà có thể là tranh giành ảnh hưởng trên thế giới với mình á, là Hoa Kỳ và Liên Xô. Liên Xô lúc đó đã đưa nghĩa là vệ tinh vào quỹ đạo của trái đất rồi, thì ông Mao Trạch Đông lúc đó ông có tuyên bố câu như thế này: chúng ta là nói là Trung Hoa đó, chúng ta sẽ cũng sẽ phải có vệ tinh bay vào vũ trụ. Và thưa quý vị, sau đó là đến khoảng là lúc mà ông Mao Trạch Đông tuyên bố là vào năm 1970, vào năm 1970 là cái thời điểm gọi là nội bộ của Trung Cộng đang xảo xạc, đó là lúc mà gọi là cuộc cách mạng văn hóa, là các cái hồng vệ binh quỳ khắp nơi, và do đó cái chương trình đó nói như vậy thôi nhưng mà không có phát triển được bao nhiêu. Thì thưa quý vị, cho đến những cái năm sau, đến thập niên 80-90 là những cái năm mà Bắc Kinh phát triển vượt bậc về kinh tế, mỗi một năm tăng trưởng hơn 10%, thì lúc đó Trung Cộng bắt đầu có tiền, họ đổ dồn vào nghiên cứu vũ trụ. Và thưa quý vị, như là sau gần 40 năm, tới năm 2003 thì họ mới đưa được cái bắn được cái đưa được cái vệ tinh mà có con người bay vào vũ trụ. Tức nhiên là năm 1961 á, là Nga đã đưa Gagarin vào vũ trụ rồi, thì tới 2003 Trung Cộng mới đưa được cái con người bay xung quanh cái quỹ đạo của trái đất. Và tuy nhiên như vậy chỉ có một thời gian là mười mấy năm sau, như chúng tôi nói là tháng giêng 2019 họ lại đưa được cái vệ tinh đáp xuống cái bề mặt tối của mặt trăng. Và bây giờ họ có những cái kế hoạch mà rất là tham vọng, mặc dù cái chi tiêu của bên họ là 5.8 tỷ, tức như là hơn 1/4 cái ngân sách của NASA của Hoa Kỳ thôi, nhưng mà cái kế hoạch của họ rất là tham vọng. Với một điều nữa mà cả cái nhà phân tích về quân sự hay là về khoa học á, họ có một nhận xét như thế này: đối với cả cái quốc gia độc đảng như là Trung Cộng á, thì họ
rất là họ có cái chính sách của họ rất là nhất quán, họ theo đuổi từ đầu đến cuối, họ theo đuổi cái chương trình đó là phải như vậy. Cũng chúng ta cũng giống như chúng ta nói về bên Bắc Triều Tiên nhà, nó có tính cách là tiến quân, là quân đội là ưu tiên, làm vũ khí hạt nhân là nó đâm đầu vào làm vũ khí hạt nhân. Còn các nước tự do thì khác. Thưa quý vị, chúng ta thấy rằng là ở Hoa Kỳ bây giờ nói ra là giữa hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ, nếu như mà đưa ra một cái chính sách nào đó mà hai đảng lúc cũng thì không thể nào có ngân sách được. Ví dụ thì bây giờ phe Cộng Hòa ngân sách là do từ ở Hạ Viện đưa lên, Hạ Viện bắt đầu đưa lên rồi thường mình, nhưng mà Hạ Viện bây giờ do phe Dân Chủ chiếm đa số. May mắn rằng là thưa quý vị là chương trình gọi là thám hiểm vụ đủ trở lại mặt trăng là được sự đồng thuận của cả hai đảng để buộc, để cho Hoa Kỳ vẫn tiếp tục cái vị trí gọi là làm chủ cái bầu trời, do đó mà dễ dàng thông qua ngân sách cho NASA thôi. Thì chúng ta thấy rằng là ở các nước độc tài họ có một cái lời điểm như vậy, họ có một cái chính sách nhất quán và quyết tâm theo đó. Đó cũng là một trong những nguyên nhân mà Trung Cộng họ phát triển vượt bực lên, kèm bên cạnh đó là vấn đề kinh tế nên họ có tiền, họ đầu tư vào cái vật thám hiểm vũ trụ và họ đã đạt được những kết quả như chúng tôi đã nói trên. Bây giờ họ đặt ra cái kế hoạch làm sao? Kế hoạch của họ là trở lại mặt trăng rồi mà có thể là khám phá, rồi có thể là xem có thể ở trên đó có cái vật liệu gì có thể được cung phụng cho cái trái đất được hay không, hoặc là làm đó là một cái trạm không gian để đi khám phá các hành tinh khác. Thì thưa quý vị rằng là Trung Cộng hiện nay chúng ta thấy rằng là ở ngoài cái gọi là ở ngoài cái xung quanh trái chúng ta có một cái trạm không gian gọi là trạm quốc tế ISS. Trước đây là có cái trạm Mir của Nga, nhưng mà cái trạm đó hết thời hạn sử dụng. Bây giờ sau này á là nó có cái trạm Mir, thì cái trạm đó là một cái trạm rồi ở ngoài vũ trụ, và cái trạm đó là chúng không có, Hoa Kỳ và Nga không cho Trung Cộng tham gia vì vấn đề là Trung Cộng có cái trước đây có cái ý đồ gọi là quân sự hóa vũ trụ, cho đó Trung Cộng không được tham gia cái trạm ISS này, trạm vũ trụ quốc tế này, mà chỉ có các nước, tất cả các nước khác thì đều được tham gia. Tất nhiên là tàu vũ trụ của Hoa Kỳ hay là của Nga bây giờ có thể đưa phi hành gia của hai nước và đồng thời các nước khác nữa, các phi hành gia càng được khác lên trên trạm vũ trụ đó để mà thí nghiệm về những cái thí nghiệm khoa học họ đặt ra. Trong khi đó Trung Cộng bây giờ họ phát triển riêng một cái trạm vũ trụ riêng của họ. Và thưa quý vị, có một điều đáng nói nữa là 2 năm nữa tới năm 2022 là Trung Cộng họ nói họ sẽ có một cái trạm vũ trụ riêng của họ. Nhưng mà có một điều đáng nói nữa, tới cái năm đó thì cái trạm vũ trụ ISS đó nó cũng hết thời hạn sử dụng. Thì điều đó có nghĩa rằng là tới đó 2-3 năm nữa thì có nghĩa là ở ngoài vũ trụ có một cái trạm không gian của Trung Cộng. Thì chúng tôi cũng sẽ chiếu cái hình ảnh của quý vị để thấy rằng là Trung Cộng vừa đưa lại một cái tàu vũ trụ của họ là cái chiếc gọi là Thiên Cung đó trở lại vào không gian, và họ cũng đã thành công trong việc đó. Thì đây là một trong những cái kiểu mà sắp tới đây họ sẽ ráp nối để trở thành một cái trạm vũ trụ ở trong không trung. Cái điều đó nói lên những cái tiến bộ về mặt gọi là khám phá vũ trụ của Trung Cộng, mà có thể nói là đến nay là cả Hoa Kỳ và Nga cũng như các nước khác cũng là nể phục. Bên cạnh đó chúng ta sẽ thấy rằng là cái sự phát triển về không gian của các khoa học gia Ấn Độ cũng là một cái điều mà các nước khác cũng phải là dè chừng. Chúng tôi cũng xin trình bày cái gọi là nếu mà gọi là so sánh giữa cái tiềm năng của hai bên thì như chúng tôi đã nói rằng là do cái ngân sách để đầu tư vào đó, mà hiện nay là ngân sách của Hoa Kỳ là gấp gần 4 lần của Trung Cộng, là cái nước kế tiếp thứ hai, và do đó có thể nói là dự báo trong cái thời gian sắp tới rằng Hoa Kỳ vẫn tiếp tục làm chủ bầu trời, nếu không muốn nói là làm chủ cả cái khoảng không vũ trụ bao quanh của trái đất này là như vậy. Xin cảm ơn nhà báo Lê Đình Mì ạ. Vâng, chào cô Nam Minh, xin trân trọng kính chào quý khán giả. Kính thưa quý vị vừa nghe nhà báo Lê Đình Mì trình bày với đề tài Cuộc chạy đua vào không gian giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng. Nam Minh xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Thế giới chuyển động kỳ sau.